câu chuyện tôi đi siêu thị Stop Shop gần nhà để mua vài món ăn cho buổi chiều. Đây là đường Paywheel Street, đi ra là đường Southern Artery 3A. Tôi đi ra đường Artery 3A để đi lên siêu thị Stop and Shop. Từ đường Paywheel nhìn lên hướng trước xa xa có cái cửa sổ của cái nhà đó là phòng ngủ của tôi. Ở vùng này người ta trồng rất nhiều những cây thông, những cây thông cao to xanh lá quanh năm. Đây là những trụ nước của xe cứu hỏa. Xe hơi không được đậu gần các trụ nước này. Đây là đường Artery 3A buổi trưa. Tôi theo con đường này đi lên siêu thị Stop and Shop. Trời hôm nay rất nóng, nắng chói chang, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hừng hực. Đây là các thùng thơ người ta để ở đầu đường. Ở Mỹ, ngành thư tín đóng vai trò rất quan trọng, nhất là ở thời kỳ mà mạng chưa phát triển. Tôi đang đi trên đường Atari Tre, bên kia là tiệm bách hóa CBS. Đây là quán cà phê của người Nam Á, Punjab. Ở đây có rất nhiều những bụi bông đẹp. Những bụi bông trang trí trước cửa tiệm rất đẹp. Ở Mỹ, xe lưu thông trên đường rất trật tự, luôn luôn theo tín hiệu của đèn giao thông. Đỏ thì dừng lại, xanh mới được chạy. Tiệm bán rượu Old Colony Liquor, nơi tôi thường ghé vào để mua bia. Tôi đi ngang cửa hàng Goodwill, nơi chuyên bán đồ donation. Một lát về có thể tôi sẽ ghé vào Goodwill Store để dọc phá những thứ đồ bài bán trong tiệm này. Đường Atari 3A buổi trưa nắng, trời đang rất nóng. Bên kia là nhà máy thủy triều của 200 năm trước, bây giờ chỉ là một di tích của vùng này.
Đây là bãi đậu xe của tiệm Goodwill Store. Khi về có thể tôi sẽ ghé vào tiệm này. Trên đường đi siêu thị Stop and Shop, tôi đi ngang chỗ bán bông hoa Atari Garden Center. Tôi sẽ đi qua dùng bán bông này và dùng phone tag ghi lại hình ảnh của các loại bông được bày bán ở đây. Trên đường đi siêu thị Stop and Shop, tôi đi ngang chỗ bán bông Atari Garden Center. Tôi đang đi vào chỗ bán bông. Bạn thấy ở đây có rất nhiều những loại bông được trưng bày. Bông dạng thọ, bông hướng dương, những loại bông mà tên chúng ta biết không hết đều có tên và giá bán. Loại cà, những loại bông treo trên các cái chậu rất đẹp. Đây là khu trưng bày của xe Nhật hãng Nissan. Ở đây có lá quốc kỳ Mỹ, hôm nay gió nhẹ, cờ tung bay trong cái buổi trưa nắng nóng. Đi ngang đây tôi rất thích nhìn ngắm lá cờ bay trong bầu trời cao rộng. Lá cờ chứa trong nó biết bao ý nghĩa, từ 13 bang colony, những bang đầu tiên của nước Mỹ, cho đến 50 sao, tức là 50 bang hiện tại. Cờ Mỹ treo khắp mọi nơi và rất được tôn vinh. Sau lưng tôi là lá cờ Mỹ bay phấp phới trong cái cơn gió nhẹ của buổi trưa nóng. Trời đang nắng chói chang và nóng oi bức. Trên đường đi siêu thị Stop Shop, tôi dừng lại và ghi hình cảnh cờ Mỹ đang bay phấp phới trong cơn gió biển thổi vào từ hướng bắc, từ biển Atlantic. Tôi đi ngang chung cư Rockdale. Chung cư này xây dựng trên một cái đồi nhỏ gọi là Rock. Ở dưới là một cái đèo, do đó
nó gọi là rock đèo. Khu chung cư dùng để giải quyết việc cư trú của những người Mỹ già, nói chung là khá giả. Ở đây người ta trồng rất nhiều những cây thông. Những cây thông quanh năm xanh tốt. Và những trái thông thì rất ngộ nghĩnh. Đây là trái thông khô tôi nhặt được ở trên đường. Tôi rất thích hình dáng của trái thông. Nó cho tôi những cảm hứng kỳ lạ về cảnh vật của thiên nhiên. Đèn đỏ, tất cả các xe đều dừng lại, chỉ chạy khi là đèn xanh. Bên Mỹ người ta rất tuân hành luật lệ giao thông. Trước mặt là nơi trưng bày xe của hãng xe Mỹ, xe Ford. Xe Ford là một hãng xe lâu đời của Mỹ. Tôi đã đi đến cái quán cà phê trên đường Atari Dunkin' Donuts. Đây là một quán cà phê được xây dựng năm 1950. Có vài đô vào đây, chúng ta sẽ có cà phê và bánh ngọt để nhâm nhi. Trước mặt là siêu thị Stop and Shop. Tôi sẽ vào đây mua cánh gà, mua cá salmon cho buổi ăn buổi chiều. Lúc này nắng chói chang, cái nóng hừng hực bốc lên từ mặt đất. Bây giờ thì tôi đã tới siêu thị Stop and Shop và sẽ đi vào để mua các thứ mà mình muốn. Tôi lấy giỏ. Và đi vào siêu thị Stop and Shop để mua các thứ mình cần dùng. Trước hết thì tôi đi đến chỗ để lấy tiền, lãnh tiền tháng. Tôi đang ở trong siêu thị Stop and Shop và đi đến chỗ bán chicken để mua cánh gà về nấu canh với phủ quá. Phủ quá là mướp đắng, tức là khổ qua. Đây là nơi bán cánh gà.
tôi sẽ mua một dĩa cánh gà. $5.27. Cánh gà về sẽ nấu với khổ quả. Tôi sẽ đi đến chỗ bắn cá để mua cá salmon. Đây là khu bán cá. Hello. Tôi sẽ lấy một miếng cá salmon. Đây là những thứ mà hải sản có bài bản trong siêu thị Stop and Shop. Today catch seafood. Có rất nhiều những loại cá. Đây là khu bán cá. I get a fish. Salmon. Yeah, nice. No. Yeah, yes. Đây là khu bán nước trái cây xài. Những trái cây mới xài, mua về và uống liền. Và tôi đã mua clam, cá salmon, chicken wing. Bây giờ thì tôi ra về. Tôi đi đến chỗ tính tiền và ra về. Đây là khu bán trái cây. Cherry đang giảm giá rất nhiều. Lúc này đang vào mùa. Còn đây là khu bán bông hoa All Away Blooming Floral. Mình thấy rất nhiều những bông hoa rất đẹp. Những loại phong làng, những loại phong làng rất đẹp. Đây là những chậu phong lan bày bán trong siêu thị Stop and Shop. Nhất là vào những ngày lễ, người ta bán rất nhiều những loại quà. Những loại quà dùng để tặng bạn bè. Mỗi chậu 20.